Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome của mình. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề, đúc rút một số cái kinh nghiệm sau một tháng mở bán Vinhome Ocean Park 2. Cũng rất nhiều trải nghiệm, cũng rất nhiều cái rất là vui. Đấy, và cũng là một hôm qua đâu đó thì kênh YouTube mình có được 1.000 người đăng ký. Cảm ơn cái sự quan tâm. Chúng ta đã dành cho nhau những thời gian và chúng ta cũng có những cái thông tin hữu ích khi biết đến kênh Bất Động Sản Vinhome của mình. Nó nhiều cảm xúc đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng là tầm này cái ngày 28 tháng 4 là thức, ví dụ có 5.000 sale thì mình đoán là tầm được khoảng 4.000 sale thức và tầm một tương đấy người đồng hành với Bất Động Sản Vinhome nữa. Đấy, có những người hàng ra hai hôm nữa thì lại ngủ, nhưng hôm nay thì đúng là cái tầm này hôm nay là vẫn thức thức đấy, một điều rất là vui mà chưa bao giờ bất động sản ở tại Việt Nam có một cái bất động sản nào làm được như thế. Đấy, nhiều điều bất ngờ đúng không, nhưng mà sau một tháng rồi thì nó cũng có những cái trải nghiệm, những cái điều mà chúng ta nên trao đổi và đúc rút lại, và những điều chúng ta nhìn nhận để có những cái đồng hành dài hạn hơn, cái chia sẻ mang tính chất cá nhân. Đâu đó thì chúng ta sẽ thấy là gì, ngày xưa lúc thời đấy nhìn cái này đúng không, nhìn này mà ví dụ ra cái mã căn ấy, đi chọn tìm rất là khó đúng không, nếu các bạn cứ điện thoại bạn tìm đã đau đầu rồi đúng không. Đấy, rồi lại quyết định lốc căn nó chỉ có 15 phút thôi chẳng hạn. Đấy, đấy cũng là một lần mà đúng là cái nhiều cái trải nghiệm, nhiều cái cảm xúc. Đấy, thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ này với bạn cái quan điểm, đây cũng là một cái điều cá nhân thôi, và một cái đại dự án đẹp đẹp đến ngỡ ngàng mà đến bây giờ thì mọi cái điều nó hiện hữu rồi, chúng ta cũng hiện hữu một phần nào rồi, chúng ta cũng sẽ thấy là trong mỗi 1-24 giờ là sự đổi khác tại công trường. Đấy các bạn xuống. Thế nên là chúng ta hy vọng rằng là cái sự đổi khác nó kèm theo cả cái tư duy, cái tốc độ kiếm tiền của chúng ta. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ trong video này một số cái đúc kết của mình mang quan điểm cá nhân. Mình sẽ chia ra nhóm như này, một cái phần về công việc chúng ta cần, và hai là cái nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp này, hai là cái nhóm nhà đầu tư mới biết đến Vinhome này, ba là nhóm nhà đầu tư lướt sóng này, các bạn lướt sóng chứ chưa chắc là nhà đầu tư đúng không? Nhà đầu tư bảo thủ này, Việt Kiều này, nhà đầu tư trung thành, và chúng ta hướng đến cái chỗ này gọi là fan. Thì cái mà câu chuyện của nhà đầu tư chuyên nghiệp là sẽ như thế nào thì sau đó thì chúng ta nhìn, mọi số người cũng sẽ nhìn ở đây, mình sẽ phân tích với cảm nhận về cái chia sẻ về quan điểm cá nhân. Một về cái thông tin tổng thể dự án, đầu tư bao giờ cũng thế, chúng ta phải nhìn về cái này đúng không. Thì với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì bao giờ người ta cũng chuẩn bị kỹ càng, hiểu so sánh thông tin đó. Chẳng hạn như mình thì mình cũng đều cung cấp thông tin về cái phân khu, 8 phân khu ở đây thì có 4 phân khu trùng tên và 4 phân khu mới, thì cái giá đấy so với Ocean Park 1 như thế nào đúng không? Thì cái thông tin tổng thể dự án ấy bao giờ nó cũng, người ta cũng tìm hiểu rất là kỹ đúng không? Các cái file dự án họ nghiên cứu rất là chuẩn vị trí từng cái một. Hai là cái ngày mở bán, pháp lý chủ đầu tư thì họ luôn bám sát mọi thông báo từ chủ đầu tư, những cái thông tin chính thống từ sàn hoặc từ môi giới mà họ hoàn toàn tin tưởng. Đấy, ví dụ như là câu chuyện của chúng ta cũng trở lại là có những đợt mà có hai cái lần thông báo của chủ đầu tư ngày 15 tháng 12 2021 và ngày 16 tháng 3 ấy, thì nhiều cái kinh nghiệm cái 4.0 thì nhiều người ta dùng những cái câu cái khái niệm bán hàng và cọc thiện chí, họ cũng đã làm một thứ lệch lạc đi. Thế nhưng mà hoặc là cái uy tín cái chủ đầu tư thì chúng ta thừa nhận với nhau là chủ đầu tư với Vingroup thì nó là tuyệt vời rồi, nên chúng ta luôn cho cái thang điểm 10. Thì mình cũng ít bàn về cái câu chuyện của cái pháp lý của chủ đầu tư đúng không, pháp lý dự án để chúng công nhận là nó đã thuộc về đẳng cấp rồi, giống như Hermes, LV, Rolls-Royce rồi đúng không. Cái thứ ba là cái tài chính, cái giá cung cầu, giá tranh đấy. Thì với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì nó để sẵn, họ để sẵn tiền trên tài khoản 5 tỷ, 10 tỷ để sẵn rồi. Đặt họ, họ năm nay thì mình thấy một cái cuộc chơi mà đúng là người ta cũng rất thông minh, họ đặt cọc giải ra. Ở đâu đó một số người thì cũng chỉ có 3 tỷ hoặc 5 tỷ thì bắt đầu đặt một nơi. Nhưng với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì mình cũng thấy là một câu chuyện là họ đặt cọc nhiều nơi, thậm chí là trong cùng một công ty họ cũng đặt ra nhiều nhóm. Nhưng câu chuyện là như này, họ chủ đầu tư ra hàng cũng là hết sức khách quan, không bất lợi cho bất kỳ ai. Đâm ra là cái hình thức đấy mình thấy là cũng làm mình cũng phải thích ứng cái cách chơi. Thế còn cái giá cung cầu hay giá tranh ấy thì mình nghĩ là cái luật chơi chung, đầu tư là cơ hội, là tầm nhìn.
Đâu đó các bạn cứ đi bị chĩa về yếu tố giá, nhưng bọn bạn bỏ mất về cơ hội, hoặc thậm chí là tổng thể dự án thì mình sẽ phân tích dần trong từng một cái yếu tố một. Đấy nên là các bạn sẽ thấy là cái nếu các bạn cứ chĩa vào giá thì đến vừa rồi là nhiều bạn nhìn vào giá thì bạn mất cơ hội rồi. Đâu đó các bạn cứ nhìn thấy là ở chỗ này nó giá tầm 80 90. Đấy nhưng mà thực tế nó đã khác rồi. Và câu chuyện của chủ đầu tư khi mà để kích cập đưa ra một cái nguyên lý về cái cơ cấu tính giá thì họ tính có phân bổ cái tính cả cái phần chi phí thương hiệu vào, nó cũng theo đẳng cấp quốc tế, thế chứ không, hoặc là chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Nên các bạn an tâm là không ai làm được cái gì sai, và đặc biệt với chủ đầu tư Vin. Đấy thì câu chuyện như thế thì các bạn phải chấp nhận một cái luật chơi chung. Đấy, nhìn nhận nó cái quan điểm đấy nó thoáng ra chứ không phải, nhưng đâu đó thì các bạn cứ khảo đủ lơi thì cùng các bạn cũng mất cơ hội. Đấy. Cái thứ tư là năng lực tài chính cá nhân. Nếu mà những cái người mà đầu tư chuyên nghiệp ấy, thì họ có một lượng tài sản rất lớn, họ đưa đưa vào ngân hàng được thừa nhận ngay ra là tài chính, là tiền để họ tham gia, đâm ra là hoặc là họ xác định ngay cái tư duy nhà giàu là tham gia cuộc chơi để thắng. Thế còn một số người thì có từng đấy tiền thì nó cũng đòi hỏi nhiều thứ quá. Thì cái bất động sản mình cũng nhiều chia sẻ là bạn đừng đem cái bất động sản bạn bắt làm quá nhiều việc đấy, thì cái năng lực tài chính cá nhân thì họ rất là tốt đấy. Cái một câu chuyện là đã vay, có một cái hành động đã vay ngân hàng hay chưa thì hiểu đòn bẩy tài chính 7% giá trị tài sản của chính sách bán hàng. Mình luôn nói là để tham gia cuộc chơi để thắng của Vin, giản dị nhất là mua từ đợt bán mở đầu tiên và vận dụng được chính sách bán hàng, đấy là thắng. Thống kê các số liệu rồi, thế thì với cái hoặc là, nhưng mà bây giờ đùng một cái mình hỏi thì có thể hỏi với bạn là bạn mua để ở hay đầu tư, tài chính bạn bao nhiêu, chứ cũng không thể hiểu. Mình cũng cũng một cái điều là hỏi bạn đã vay ngân hàng chưa, thì đấy cái này là một cái câu chuyện. Vì đặc thù cái dự án này, lại bình thường một dự án ấy, thì 1 đến 2 ngân hàng tài trợ thôi, nhưng dự án này đến 5 ngân hàng tài trợ. Bạn mua được, bạn đầu tiên bạn lựa chọn được cái vị trí của căn hộ bạn mua để sinh tiền, sau đó nó lại vào cái gói của ngân hàng nào hỗ trợ thì cũng là một câu chuyện, đúng không? Nên là mình sẽ lấy là cái dự án này cho rất nhiều cảm xúc, cho rất nhiều bài học mà chúng ta sẽ trưởng thành rất là nhiều đấy. Thế và cái thứ sáu là với cái người đầu tư mình hiểu hiểu chính sách bán hàng, so sánh thị trường, thông tin vốn tự có, vay khách hàng đầu tư, kịch bản lợi nhuận. Thì trong cái đến bây giờ thời điểm ký hợp đồng rồi thì mình thấy là có những câu chuyện là bạn sẽ thấy là chủ đầu tư cái dự án này lần đầu tiên mà mọi người đang mang tâm lý là nếu mua bất động sản ấy cứ 2 3 năm mới bàn giao, đúng không? Đây lại khu thấp tầng 12.600 ấy, và bạn thấy không, thần tốc là bàn giao hết cái khu thấp tầng này trong chính sách bán hàng là tháng 7 năm 2023. Thực tiễn thì bạn sẽ biết là Vin Ocean Park 1 xây 2018 thì 2019 bán hàng, nhưng mà cũng là 2019 thì Vin đã bắt tay với tỉnh Hưng Yên nghiên cứu những cái cơ chế pháp, cái cơ chế cụ thể. Và nếu xây thực tế của dự án này thì xây từ tháng 7 năm 2021 và mở bán tháng 4. Đấy, nên là cái thời điểm 2 năm với một đại công trường và 2 năm thì Vin đã làm được nhiều dự án, nên là 400 từ 420 ha sang này là 458 ha thì Vin tổng lực là làm đấy. Bây giờ bạn xuống đấy, rất là đẹp, tuyệt vời. Thế nên là cái chỗ này, chính sách bán hàng này, kịch bản này thì nó đã khác đi. Bây giờ nhiều thứ bạn tích vào, sẽ không cần cái bảo lãnh tiến độ nữa thì bạn được giảm 0,5%. Đấy, rồi là cũng đưa ra chính sách thanh toán 100% vốn tự có trong lại từng phân khu nữa. Đấy nên là bạn cái hiểu cái chính sách bán hàng này nó sẽ đòi cái tổng quát hơn. Cái thứ bảy là tìm kiếm môi giới chuyên môn cao. Thật ra mình thích dùng cái từ dòng là tư vấn quản trị dòng tiền. Dẫu gì chúng ta sẽ dùng cái đòn bẩy trong này thì các bạn phải trong cái file tính toán của mình đều đưa ra là cái thời điểm bạn được ân hạn lãi suất 12 tháng, không phải trả lãi suất trong 12 tháng, và sau thời điểm đấy thì bạn cần phải có thu nhập bao nhiêu để bạn duy trì cái này thì bạn mới ích được tài sản trong 2 năm và cái kỳ vọng lợi nhuận là như nào. Thì với mình thì đều có tư vấn rõ ràng như vậy, gặp mình hoặc trên video mình đã có. Thế thì một số người thì cũng bằng cảm xúc của các thứ thì hoặc là cái lượng tiền, đôi khi đâu mình cũng chia sẻ là có 3 tỷ mà chưa, để mà cẩn trọng thật sự nhé, tự tin thật sự ấy, căn 48 mét vuông thôi đấy thì bạn cần có 3 tỷ, và đôi khi cũng nói bằng có 3 tỷ mà chưa đi được với bất động sản thì cũng là buồn. Nhưng thực tiễn nó là vậy, Vin là hàng hiệu chứ không phải là Rolls Royce, chứ không phải là mấy cái hãng khác, nên là chúng ta phải hiểu như vậy, bước chân vào đâu thì chúng ta hiểu nó như vậy.
Thế thì mình rất thích cái câu từ là hoặc là mình cũng sẽ luôn luôn hướng đến tư vấn cho khách hàng quản trị dòng tiền, chứ cũng không phải là một cái khái niệm đơn thuần về cảm xúc để mua đầu tư ở đây. Đấy rồi, cái thứ 9 là mục tiêu lợi nhuận rõ ràng. Bất động sản nó là tầm nhìn dài hạn. Bạn sẽ có cái thông tin quá khứ để so sánh ra quyết định. Với mình thì mình có những thông tin về 8 dự án tại Hà Nội và rất rất nhiều dự án shop house tại trên cả nước với Vin. Và mình cũng chuyên môn chuyên tâm với Vin thôi, chứ mình cũng không không các sang các chủ đầu tư khác, nên là mình có những thông tin. Thế thì từ đấy thì cái mình sẽ tư vấn được, hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp họ làm rõ ràng cái này ra, họ target là bao nhiêu, anh có thể 5 năm, 2 năm, hoặc kinh nghiệm của anh quá khứ bao nhiêu lâu, thời điểm nào anh sút đấy, thì cái gì nó ra đến trước thì họ bán, thì họ rõ ràng như vậy. Một cái thứ 10 nữa là gắn kết kết thân với môi giới sàn. Thì một cái quản trị thông tin, cái quản trị thông tin này thì mình cũng sẽ nói rõ là thật ra là bây giờ bạn sẽ thấy rất nhiều hội nhóm từ Face, Zalo, Group, Viber. Thế nhưng mà bạn hãy dành cái thời gian để update cái thông tin có chất, thông tin chất. Ví dụ có 35 sàn, đúng không? 35 sàn được giấy trao giấy chứng nhận đầu tư, thì cũng có những người làm sai bị chủ đầu tư thu hàng, thu giấy rồi, thu giấy phép bán hàng. Thế rồi đâu đó là một câu chuyện là gì? Chủ tịch của mình có nói rằng là gì? Tôi là đối tác của người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú đô la trên thế giới, đúng không? Bán hàng của người tỷ phú đô la trên thế giới, đúng không? Và luôn vị trí số 1 là top platinum trong đại lý đấy, thì luôn luôn như vậy thì bạn update thông tin từ đâu? Bạn tìm kiếm như thế nào? Và ví dụ như FPT, Apple sẽ được bán rất là nhiều cửa hàng bán, nhưng FPT hay là Viettel hay Mobile Phone hoặc gì đấy bán thì đẳng cấp nó sẽ khác. Thế thì mình muốn nói rằng là các bạn bây giờ thông tin nó quá nhiễu, thế thì bạn hãy dành thời gian update thông tin chất đấy, lựa chọn một cái. Cái thứ 10 mình sẽ nói rằng là gắn kết kết thân với môi giới sàn. Đâu đó thì mình sẽ thấy rõ ràng là như này, một cái thương vụ giá trị lớn, thông tin là tiền, chẳng ai cung cấp thông tin cho mối quan hệ thiếu thiện chí, không hợp tác dài lâu cả. Bạn đến với mình bằng cái sự bằng 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 gì nhỉ, khảo giá thì sẽ được thông tin khảo giá. Bạn đến với mình bằng cái sự nhìn nhận về một cơ hội đầu tư và thứ, thì hoặc là những nhà đầu tư chuyên nghiệp này họ sẽ xác định định vị họ là như vậy. Một câu chuyện là như này, giá trị lớn, bạn được như thế là bạn bạn thừa biết là bạn bạn được ở cái vị thế của bạn được phục vụ, đúng không? Bạn đúng không? Fan bạn, nếu mà bạn bạn sẽ tìm hiểu là cái fan này, fan của Vin kiếm tiền như thế nào, thì nhà đầu tư họ ở tầm đấy. Đấy thì nhà đầu tư chuyên nghiệp đó có mấy cái điều này mình đặt ra, tôi đặt số 10 cho nó đẹp, đúng không? Thế còn một cái nhóm đối tượng nữa là mới biết đến bất động sản Vinhome, thì bạn sẽ thấy là thông tin chưa chuẩn xác này, đầu tư cảm xúc, cập nhật quá nhiều thông tin, đôi khi chuyển đổi từ nhóm đất nền, kênh đầu tư khác, chưa quen các hình thức đầu tư, phương thức mua bán hàng của Vin, tài chính chưa đủ mạnh này, chưa thành công khi chọn căn cái đẹp. Cái này các bạn có thể kết mua được căn nhưng chưa chắc đã là vị thế, đúng không? Và nhiều cái hình thức mua đối đất lời thì nó khác đấy. Cái này thì cũng là một phần, nhưng có những người rất quyết sách ở đây ấy, thì nhưng mà đôi khi thì mình nghĩ rằng là ở đây là một nhóm cũng có thể là bị cái mua mua xong là theo cái người bạn bạn thân chẳng hạn, hoặc một nhóm được ok, thì cái này là hoặc là mới biết, thì nhưng mà sẽ hay bị vấp ở cái phần phần về phần ngân hàng này, phần ngân hàng thì cũng là một câu chuyện, xong lại chưa gặp được cái môi giới chuẩn thì ở chỗ này, thì cái đấy là câu chuyện là chúng ta cũng sẽ phải dần dần. Chúng ta chả ai mới biết đến thì cũng, hoặc là bạn bảo lần đầu tiên bạn mua với bất động sản ra căn về đêm, lốc căn đêm, đúng không? Chuyển khoản đặt cọc thiện chí, mình có những người gọi là sang gặp mình 2 3 lần em đặt cọc, xong rồi bây giờ chuyển đêm hôm mua lốc căn, đúng không? Chuyển tranh đôi khi cũng khi cũng chẳng ngủ được cả đêm, đúng không? Nhưng mà đây là một bất động sản đẳng cấp, niềm tin rất lớn. Em mình nghĩ là những cái việc đấy thì cũng mới, bạn mới cũng rất là hay, cũng rất là đâu đó kiếm tiền thì phải vật lộn thôi. Đấy, mình cũng là đánh giá rất cao các cái nhóm này. Một cái nhóm nhà đầu tư nữa là lướt sóng. Thì thật ra những cái đội này lướt sóng thì là có thông tin thị trường. Nhưng mà nếu mà các bạn lướt mà bục vào phát thì sai, thì nhất là sell non thì thiếu kinh nghiệm thị trường, chiến trường. Đấy, bắt chen xu hướng nhưng kiến thức không chuyên sâu, chưa vay banh, chưa đứng trong cái tổ chức sàn chuyên nghiệp được đào tạo rõ ràng, đấy, kiến thức chuyên sâu này.
Đến bây giờ bị trả giá là gì? Cứ có thể là có những người bảo tao có 500 đặt cọc thiện chí thôi, xong lướt sóng, lướt cọc. Đấy thì bây giờ là vào đây thì giữa một cái thị trường như vậy thì mình lại không tư vấn ai lướt cọc cả. Mình đều tư vấn là giữ 2 năm. Đấy thế thì cái này thì bây giờ đang xuất hiện trên thị trường cái thông tin cắt lỗ, đúng không? Đâu đó những bạn sell loan thì bỏ nghề, và đâu đó những bạn tư vấn cho một khách xong rồi thì cũng lại bỏ luôn, cắt cả số điện thoại, đúng không? Thế thì bây giờ có nhiều cái thông tin, nó cũng gọi là, mình dùng cái từ không đến từ gọi là tiêu cực đâu, nhưng mà cũng có nhiều cái thông tin tiêu cực cho thị trường và nhà đầu tư. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao trong những cái điều để rút kinh nghiệm để lần sau không rơi vào chỗ này nữa. Đấy, đâu đó một số người có mấy cứ bảo, nó bảo em là có 2 tỷ là ok rồi, thế bây giờ vào rồi lại gọi alo bán hộ, bán hộ giữa một cái lượng cung như này. Mà thật sự em mình chả thích cái câu từ gọi ai đi mua hàng cắt lỗ với hàng ấy đâu, nhưng cá mập, hoặc là chúng ta thấy trên kinh tế thị trường thì cái người mà Thái Lan mà bị ngập thì Việt Nam mới thành số 1 về xuất khẩu gạo chẳng hạn. À, mỗi một cái câu chuyện nó khác nhau, thì bây giờ cũng cũng đã xuất hiện những cái cá mập và gom những con hàng này. Đấy, thị trường thứ cấp nhá, không phải của đầu tư đâu nhá. Đấy. Cái một cái nữa là nhà đầu tư bảo thủ, thì mình cũng đã gặp một cái nhóm khách hàng này, họ đã mất cơ hội ở Ocean Park 1. Họ bây giờ họ nhìn giá Ocean Park 1 rất là cao, họ có tiền 1 2 triệu đô. Đấy, nhưng mà cũng chính bởi là họ có nhiều cái thông tin từ cũ rồi. Thế nên là có nhiều thông tin về mức sinh lời của dự án cũ, tiếc nuối. Nhưng họ lại đặc biệt, họ lại có nhiều sale chăm sóc để áp nhiều thông tin, nghĩ vẽ chấm quá nhiều vị trí đẹp nhưng không hành động. Ôi là chấm đủ các nơi đây, cứ vị trí đẹp chấm, vị trí sinh tiền mà ai cũng nhìn thấy. À, mình cũng nhưng mà hành động thì không hành động. Thế tham gia nhiều group thì hội thành cái gọi là, mình dùng từ cho đúng là tham gia nhiều group thì nó sẽ thành hội nhóm chứng nhóm ngáo giá, không hành động, vì nhìn vừa xong cái này thấy chỗ khác nó báo giá như này không biết thế nào một lần, đúng không? Đấy, cái câu chuyện cung cầu lại rất là hàng về đêm, đúng không? Cái là một cái điều mình tiếc nuối cho đội này là có tiền nhưng không hiện thực được hóa lợi nhuận, cơ hội đầu tư. À, xem đọc báo nhiều lắm, xem tivi nhiều chưa nói là tham gia các group. Mà group thì nó đưa tin ra, nó bảo nó không chịu trách nhiệm về cái tin này nhưng mà vẫn tham gia và vẫn forward cho mình. Đấy, đặc biệt có những người mà bán bằng mồm gửi cho tất cả các team này, bao giờ cũng là căn VIP ngoại hàng ngoại giao, bán hết rồi. Đấy, cứ dậy phát tỉnh dậy lại bán hết rồi, bán hết rồi. Thế nên là câu chuyện rất là thôi thì nó nhiều cung bậc cảm xúc. Thì cái này thì mình nghĩ là sau đó thì chúng ta nhìn thấy cơ hội đầu tư thì chúng ta sẽ phải 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 điều chỉnh, rút kinh nghiệm hơn. Bạn mình có khi vẫn lượng tiền tiền rất ít nhưng mà quá trình vừa rồi bạn cũng kiếm được tiền, về giữ tài sản thì ok rồi, đúng không? Thế nhưng bạn này giữ 2 triệu đô chả giải quyết vấn đề gì cả, đúng không? Câu chuyện là như vậy. Thì nhóm đầu tư bảo thủ thì các bác cũng ở môn mâm, đúng không? Một cái nhóm nhà đầu tư Việt Kiều, một mình, kênh YouTube của mình rất là nhiều. Mình rất là cảm ơn sự chia sẻ và một điều gì đó thì một sự đồng cảm về, cũng là lần đầu tiên chúng ta quen nhau cho qua một cái môi trường mà công nghệ vượt qua hàng ngàn cây số, đúng không? Thì về mặt thông tin tổng thể dự án đối với nhóm Việt Kiều này thì ở dự án này thì đưa chủ đầu tư đưa ra một cái sa bàn, nhưng sa bàn thì cũng sau mấy ngày mở bán cơ, đúng không? Bản vẽ ngôn ngữ thì các bạn lại là người xa quê hương lâu rồi, thì cái ngôn ngữ này các bạn cũng cũng là một phần cũng hạn chế. Rồi là cái công nghệ bây giờ nó đưa vào iPad, sa bàn chỉ xem được iPad với máy vi tính, thì đôi khi là các bạn chỉ dùng smartphone. Đấy, và một số người thì thôi sang lao động thì lâu. Thế thì câu chuyện ấy cũng là một cái vấn đề để các bạn tiệm cận với cái này. Đấy, ví dụ zoom 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 ra chẳng hạn thì các bạn chưa quen, thì đấy là một câu chuyện, cũng là một cái hạn chế đối với các bạn. Đấy, cái ngày mở bán pháp lý này thì các bạn bị chẳng hạn như bị lệch múi giờ, và bên đấy thì cũng thường mình hay hay có những người mà ở bên Đức trao đổi, mình cũng có cuộc điện thoại 1 2 tiếng về đêm này. Thế thì giờ này nó múi giờ khác nhau thì bạn chọn người tư vấn cũng là một chuyện. Đấy là lúc ra hàng lúc này này. Thế thì cái câu chuyện đấy thì với Việt Kiều cũng là một cái điểm mà chúng ta cần chú ý. Cái tài chính thì thường với người Việt Kiều thì để tiền gửi ở Việt Nam, và người thân thì hay gửi tiết kiệm. Đấy, thế nên khi bạn tham gia cái này thì hàng ra về đêm, và cái người mà mình gửi ấy thì lại là ví dụ ở quê chẳng hạn, thì họ họ có ra với ngân hàng, họ chuyển có dùng được app hay không, ấy lốc căn như thế nào, chuyển thế nào, thì đôi khi lúc này ấy, thì là một câu chuyện đấy chúng ta sẽ bàn. Và nếu ai chia sẻ được với mình thì mình chia sẻ được, bạn sẽ thành công những thương vụ, vì chúng ta làm cái gì chúng ta cần hành động từng bước một,
Đấy thì cái chỗ này bạn cũng sẽ bị vướng với một số người Việt kiều này. Đấy, cái năng lực tài chính cá nhân thì bây giờ nó một cái chuyện chuyện là bạn ở bên nước ngoài, bạn kinh doanh, bạn có cửa hàng, nhưng về Việt Nam thì bạn chứng minh cái tiền của bạn để bạn dùng đòn bẩy tài chính ở đây thì bạn không chứng minh được, hoặc hoặc bạn phải mượn tài sản, mượn sổ đỏ của người thân bạn đưa vào. Thì một số cái công việc này thì trao đổi để người thân hiểu được một chuyện cũng là một chuyện đấy, rồi sau đó thì để bạn tham gia cái này, chứ còn có đủ tiền thì cũng là một câu chuyện khác rồi. Nhưng mà để mà đầu tư một ít lần tài sản thì chúng ta dùng đòn bẩy tài chính, thì cái câu chuyện này thì cái người Việt kiều chúng ta cũng đã bị vấp đấy. Đấy rồi là chúng ta dùng, thường chúng ta không về ở Việt Nam thì chúng ta dùng một người khác đứng tên, gọi mình hay gọi là cắt cá đơ ấy, thì người đấy lại chưa vay ngân hàng đấy, lạ lẫm với các thủ tục ngân hàng này, chưa đứng tên giao dịch bao giờ, hoặc là các bạn đưa tên phụ huynh vào thì trong cái điều kiện vay của ngân hàng này, họ nói rằng là gì, cái thời gian vay ấy là tối đa 35 năm, nhưng mà đưa phụ huynh vào thì họ có thể cho vay duyệt đến 10 năm 20 năm, thì cứ cái trả lượng vốn của mình lại thành một áp lực đấy. Thì câu chuyện là như vậy, thì chúng ta sẽ phải tìm cái người mà ví dụ có cascader thì họ cũng đang làm ở Việt Nam và hàng ngày họ cũng đi làm, thì họ phải hiểu thủ tục, hiểu các thứ đấy, nên là cái quá trình này nó cũng rất mất thời gian. Nếu mà chúng ta gặp nhau sớm thì chúng ta bàn bạc cho nó cụ thể thì chúng ta sẽ mua được thôi, đúng không? Thế còn cái chính sách bán hàng thì có những người mà mình gửi cả một cái hợp đồng hay gửi đấy, thì thật ra là các bạn đi xa quê bây giờ đọc tiếng Việt thì cũng là ngại, thì cũng đúng, cũng ấy, thì đấy đấy là câu chuyện nữa, thì cần cái sự tư vấn chuyên sâu hơn, chuyên sâu hơn. Thế thì một cái nữa là cái tìm kiếm môi giới chuyên môn cao thì bạn cũng ở cũng chỉ có bằng cách là lên YouTube, Facebook, Zalo, thì bạn cũng lại tham gia nhiều sale, có nhiều sale nhắn tin, nhiều group thì bạn bị loãng tin, loãng tin. Đấy. Cái nữa là cái quản trị thông tin 4.0 thì các bạn là ít thời gian, đúng không? Suốt ngày đi làm. Thế, và đôi khi là cũng sẽ bị update những cái thông tin tiêu cực ở thị trường Việt Nam như này này kia, thì cái đấy là cũng có một điều mà chúng ta sẽ tìm kiếm để giải quyết những vấn đề này, thì đôi khi là chúng tìm tìm kiếm người môi giới, người sàn chuẩn chỉ thôi, đúng không? Thế nhưng mà cái mục tiêu lợi nhuận này thì mình thấy cũng một điều rất là tuyệt vời đối với các bạn Việt kiều là gì? Thường là một cái tình yêu quê hương đấy, mua là mua để ở, tích trữ tài sản cho người thân, hoặc khẳng định vị thế bản thân sau bao năm đi lao động, đúng không? Hoặc là đi kinh doanh ở nước ngoài, thành công ở nước ngoài thì đương nhiên muốn tích trữ tài sản thôi. Thế thì hoặc là các bạn vẫn kinh doanh ở đây là một chốn đi về, thì con cái học hành tiện ích nó sẽ đầy đủ từ cấp 1 đến đến ấy, thì chúng ta nó như ở chuyên môn hóa là bố mẹ đi kiếm tiền và cho con cái ở đây thì cũng là một điều rất là đẳng cấp, ông bà lên đây cũng là rất là đẳng cấp đấy, thì đúng là một cái điều mà như Vin cũng đều hướng đến cái chính sách mà cái người mua thực tế đấy, chứ Vin cũng không muốn hướng đến cái đối tượng lướt sóng này đấy. Thế thì và đâu đó thì mình cũng sẽ thấy là cái gắn kết kết thân và fan của Vin ấy, thì mình thấy là một số cái người mà khi thành công có cái lượng tiền nhất định ở ở nước ngoài ấy, sau cái sự kiện Ukraine vừa rồi ấy, thì mọi người cũng rất muốn bảo toàn tài sản, đúng không? Di chuyển tài sản 1-2 triệu, 5 triệu về Việt Nam, đúng không? Và một cái đâu đó một cái hình mẫu Việt kiều bác Vượng thành công từ một, bác cũng từ Ukraine về và bác cũng đã thành công ở đất nước, thì cũng là một cái điều mà mình nghĩ là các bạn đang hướng về Việt Nam. Thế nhưng mà cái cách thức đầu tư hoặc là nhiều khi các bạn không ngờ Việt Nam cái quê hương mà nó cách mạng, một cái điều tuyệt vời về cái đô thị như thế này, là những sản phẩm mà đôi khi gửi hình ảnh sang không ai tin, đúng không? Nhưng mà Việt Nam có những cái bây giờ những cái bất động sản Vin đẳng cấp thế giới, đẳng cấp quốc tế rồi đấy. Thì hoặc là mình cũng đã tiệm cận với một số người mà khi mà rời Việt Nam đi rồi, anh cũng có nhà hoặc là nhà đầu tư ở cũng là người giàu có, chọn một môi trường cấp tiến, thế nhưng mà sở hữu bất động sản ở Versailles chẳng hạn, hoặc là những nơi khác, nhưng mà đến lúc thì về bất động sản Việt Nam tăng lên quá nhiều nên thấy là xa bên kia thì cũng không bằng tích trữ tại Việt Nam. Đấy thì đấy cũng là một câu chuyện, mà câu chuyện để quay lại mà chúng ta thấy là một câu chuyện là đất lành chim đậu, hoặc là chúng ta cái kinh tế thị trường, cái điều tiết về vốn tự điều tiết. Thế nhưng mà ở đâu đó thì mình cũng thấy là các bạn Việt kiều ấy, thì nó còn vướng một số vấn đề này. Nhưng mà cái sự chia sẻ chân tình chân thành thì mình cũng sẽ chia sẻ và cũng có những giải pháp cụ thể cho các bạn. Đấy, vì vừa rồi mình cũng gặp một số các bạn Việt kiều và mình cũng có những cái điều mình chia sẻ tư vấn mà chuẩn hơn. Thế này, hơn những cái những cái người khác mà mình đôi khi anh ấy đầu tư đến 2 triệu đô ấy,
mình không 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 gặp anh ngay từ lúc đầu, thế nhưng mà đến lúc cuối thì gặp nhau thì thấy là một cái đồng cảm về tư duy, về kiến thức đấy, rồi là mình cũng trợ giúp anh ấy một số cái việc đấy, thì mình thấy rằng là những cái điều đấy thì cái lượng tiền như vậy thì cũng đều cái con người thành công. Mình rất là cảm ơn được cái cơ duyên được quen những người đấy, sự chia sẻ như vậy. Đấy, mình cũng thấy là một sự khát khao đầu tư quay lại trở lại Việt Nam. À, như thế là mình thấy cũng là, hoặc là mình gặp thấy người trẻ đầu tư bất động sản Vinhome, hay một số mình thấy các phụ huynh ấy đã có ý tưởng mua nhà cho con từ rất là trẻ, mua nhà con tích trữ tài sản, mình thấy cũng rất là điều tuyệt vời ấy. Và một cái điều nữa là sau những cái điều mấy cái nhóm khách hàng này thì bây giờ nó cũng có những cái là ủng hộ fan hay gì, hay là những thông tin thị trường, nhưng mà mình hướng đến chung thì mình muốn là một cái nhà đầu tư trung thành fan, chúng ta cùng tìm kiếm lợi nhuận ở Vin. Thì mình muốn chia sẻ là một cái gọi là dùng cho gọi từ là fan Vin, fan Apple, và chúng ta cùng trong một cái hệ sinh thái bất động sản thương hiệu đẳng cấp quốc tế, mua để ở, đầu tư, cũng có thể là bạn đi làm những ngành nghề kinh doanh khác, nhưng mà ở thì ở Vin nó đẳng cấp rồi, đúng không? Lựa chọn môi giới, thì bạn cần phải lựa chọn môi giới cho nó chuẩn chỉ, chứ không phải là cứ là suốt là câu chuyện của khảo giá đấy, đúng không? Đấy, áp thông tin sinh tiền, tầm nhìn dài hạn, mỗi đại dự án Vin là một chính sách bán hàng, một cơ hội. Có những người làm bất động sản rất lâu rồi, nhưng mà đúng là sản cái năm nay khi ra Vin ra còn rất nhiều dự án nữa, nhưng mà mỗi một cái dự án cho chúng ta một cái trải nghiệm, một cảm xúc, một kiến thức rất là rộng lớn, mà mình nghĩ rằng là nó không có một sự gì đó ấy, nhưng mà nó là độc đáo, khác lạ, và đem lại cho ta những nhiều cái kiến thức. À, mình thấy là một cái cách ra hàng của Vin bây giờ nó là sự kiện như kiểu đẳng cấp quốc tế rồi. À, mình thấy cách ra hàng rất là hay, và chúng ta sống với những người kiếm tiền như vậy, và những người như vậy thì mình thấy là những điều tuyệt vời nhất. Thế và dẫu gì thì mình cũng thấy là một cái con người đồng hành, sản phẩm đẳng cấp quốc tế, và đâu đó thì luôn Vin luôn tạo ra một cái chính sách bán hàng hoặc một cái sản phẩm gọi ra tạo một cơ chế big win cho nhiều người, chứ không phải không bao giờ bất lợi một nhóm người cả. Nên là chúng ta ở đâu đó chúng ta nhìn thấy những cái lướt sóng này bị làm sao như nào, thế nhưng mà mình nghĩ là mình cũng thế, mình cũng là một cái luôn, mình cũng chỉ bán hàng cho Vin thôi, mình có những cái tư duy kiến thức và số liệu nó chuẩn chỉ, luôn luôn update cập nhật được chuẩn cho các bạn. Thế nên là chúng ta sẽ lựa chọn làm sao chưa mua, đã mua và sẽ mua, để chúng ta sẽ nhìn với những này, nhìn thấy từng cái nhóm khách hàng này để chúng ta tìm ra ra mình đấy, để làm sao nó có một cái cơ hội đầu tư dài hạn đấy. Và mình cũng có một cái sự chia sẻ với các bạn như này, mình rất thích một cái câu từ gọi là tư vấn quản trị dòng tiền, đúng không? Và trong cuốn sách thì cũng sẽ nói là chúng ta đầu tư và chúng ta dùng đòn bẩy tài chính, đúng không? Thì nó cũng là một thị trường tài chính, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái dòng tiền, đúng không? Thì mình đưa ra một cái câu chuyện như này, cuốn sách thì cũng ghi ra thị trường tài chính là một nơi tràn ngập hai đối cực cảm xúc của sợ hãi và tham lam, quá nhiều đến tham lam quá nhiều đến nỗi tạo lên một nhân vật có bệnh rối loạn lưỡng cực mà Billy Graham, thầy của Warren Buffett, gọi là ngài thị trường, Mr. Market. Ông ta thường rất lý trí do uống thuốc hàng ngày để trị bệnh. Khi các sự kiện trên thế giới diễn ra vượt ngoài dự đoán của ông ta ngưng uống thuốc và lập tức rơi vào cơn lưỡng cực. Nếu tin tốt, quá sức tưởng tượng, ông ta phát cuồng và tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng, nên sẵn sàng trả giá rất cao để mua vào, giá mua vượt cao hẳn giá trị. Mặt khác, nếu tin xấu quá mức tưởng tượng, ông ta trở nên trầm cảm và bán những doanh nghiệp tuyệt vời ở giá thấp hơn nhiều so với giá trị. Thị trường hàng trăm năm nay vẫn thế, vẫn cứ quá đà. Khi nó giảm, đủ thứ lý do để người ta tin rằng nó sẽ giảm, giảm thêm. Khi nó tăng, còn khi nó tăng, người ta có đủ lý do để nó còn tăng thêm. Chỉ có những người hiểu được ngài thị trường, Mr. Market ấy, mới có cơ hội tồn tại và chiến thắng trên thị trường tài chính. Về câu chuyện này, một tháng thôi, rất nhiều cảm xúc, có người có tiền, có người chọn được căn ưng ý, có người cất tiếng cười vang, vinh quang đang chờ ta, đúng không? Nhưng có những sale thì cũng rời diễn rời rời sân khấu, và cũng có những nhà đầu tư mà rất là buồn, không xây dựng được mối quan hệ với những người những sản phẩm đẳng cấp, những người bán hàng.
đâu đó thì cũng những lời trách móc, những lời ấy, và đến bây giờ cũng up rất nhiều thông tin. Thì mình cũng qua video này mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn nhóm khách hàng đấy, và mình cũng sẽ luôn luôn đồng hành với các bạn là một fan đầu tư của Vin, với những kiến thức và những cái thông tin hữu ích cho các bạn. Rất nhiều cảm xúc, và hy vọng là chúng ta sẽ có tháng sau chúng ta lại có những video, trong từng ngày chúng ta luôn có những video hữu ích. Chúng ta sẽ nhìn thấy đâu đó trong nhóm khách hàng đấy, nhóm nhà đầu tư đấy, chúng ta thuộc về cái gì và chúng ta điều chỉnh lại. Mình rất vui được chia sẻ với các bạn, và các bạn cần những thông tin thì các bạn có thể kết bạn với mình qua số Zalo 090 115 6886. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.